rồi. Khởi xe chứ. Em xe đây chị. Xe chứ, em đang xe nè, em đang cho bà con biết về cái những thành phần như chị đồ đang đánh phá Việt Nam như thế nào chứ. Bây giờ sao chị? Anh Tàu Lạ gọi bên này nha. Ừ, đang gọi. Em đang gọi chị. Sao? Ừ, đỡ hơn sao? Ok sao chị? Chắc cái máy em giữ dữ liệu nhiều quá. Ừ, chị muốn nói gì nói đi. Hôm nay em trả lời với chị. Chị nào muốn chia sẻ nữa thì gọi nha. Rồi, sao? Em đang nghe. Em Tàu Lạ bên này coi, có được. Sao? Hôm nay chia sẻ gì nói đi. Em sẵn sàng đáp ứng với chị hết. Sao chị? Lúc nào cũng vậy trơn á, miễn em lên thì mấy chị không có cho em vô nhà mấy chị, em xin lên nhiều lần mấy chị không cho em lên. Ừ. Làm sao? Không được hả? Ừ. Gọi Messenger vậy, gọi Messenger. Ừ. Messenger đi. Ừ. Bây giờ sao? Các chị dẫn làm sao? Sắp tới cái thằng. Sắp tới cái thằng em rồi đó. Không. Làm chị đang làm clip khác rồi thì đó chị luôn đó một chút sẽ có em chìm sò vô tiếp chuyện với chị luôn đó. Tommy đó, Tommy nói gì vậy? Ủa sao em không có nghe? Nghe không? Mấy chị có nghe ảnh nói không vậy? Nghe mà, em nghe chị, em đang nghe. Sao nói đi? Em nghe rõ nè. Em không nghe. Nghe rõ mà, nói đi chị. Sao? Không ạ. Trời ơi chị, sao chị sống ở đâu, sống bên Mỹ mà sao cái wifi chị xài ké hay sao biết sợ vậy chị? Thôi wifi quá em. Em xài mở 4G luôn nè. Thấy em bốc giác chứ chơi sang không? Xài 4G đàng hoàng á. Sao, nói đi, sao? Chị. Dừng cái này các chị. Nhớ chút nhớ bắt nhỏ tí chị trả lời chứ sao mà chị để người khác dạy vậy? Hả? Chị một chút xíu thôi nha. Tôi có một cái gì lực đi mà đi lên á để mà em đó. Rồi đem ra đi. Không, bây giờ mình phải nói. Không. Rồi nói. Nói về em đó. Dừng cái này chị. Đang nói về em đó. Đất nước của mình và đất nước của. Rồi xong. Sao em? Nó nói vậy thì em theo em sao? Đất nước Việt Nam nó có hai nhiều rất là nhiều bằng chứng mà nó đi tố cáo những cán bộ tham nhũng thì em sao? Tại sao không đi cáo kiện đi? Đất nước Việt Nam chỗ nào tham nhũng người dân mình tham nhũng nào cũng vậy, nhà nước không bao giờ bưng bít. Bưng bít thì không khác nào bao che cho cái tội phạm rồi không? Bao che có cho tội bây giờ có hàng ngày tham nhũng cái đất nước càng càng đi xuống đúng không? Đúng.
Bây giờ có à, cứ mạng cho xã bỏ hội hết nè, 1 triệu là Facebook nè, em nói đi. bây giờ có mạng xã hội nè, Facebook nè, nhà báo nè, đưa ra một cái coi, trời ơi, cho dù có là ông đó là có bự cỡ nào cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa chứ, nó có dốc bằng chứng hết trơn nè, đem ra cái là bị cái gì, mấy ông lấy quyền quy, mấy ông bưng bít hết, trời ơi, nghe buồn cười dễ sợ. Bây giờ một cái gì mà chỉ cần mấy ông chính quyền mà cái mới cái nhúng nhích một chút cái là hả, tụi nó sôi từng ly từng tí, có nhiều bằng chứng gì xong đem ra mà hả trình báo cho dân ta biết chứ, chứ trời ơi. Em thấy là quan chức là Đinh La Thăng đó không, Trịnh Xuân Thanh đó, lớn cỡ nào cũng vậy hết rồi. Không bao giờ qua mặt nhà báo báo chí hết, sao bưng bít được, không cái gì cũng vậy. Đất nước Việt Nam mình nó rất là công bằng à, mà đất nước Việt Nam mình nhỏ bé mà một đảng bà con sống rất là thoải mái, mà cứ bọn nó cứ nói là bây giờ nó rất là nhiều bằng chứng. Mà cái thằng này á, thằng này là đằng cái gì, thằng Sĩ Nguyên, mày tên là Sĩ Nguyên, chị nhớ tên nó tên Sĩ Nguyên, thì nói trong nước nó biết cái sự tình gì bên hải ngoại, cứ nghe không à. Những người ta đang sống ở hải ngoại cũng như anh Văn Lợi đó, những người ta nói sự thật thì bọn chúng nó hăm giết hù đủ trò đủ trống, đúng không? Rồi những cái thành phần mà tỏ nói chính là bọn nó là ai, bọn của nó là những cái thành phần phản động chống đối nhà nước. Giả tỷ cái khu đó đi, đúng không, đang giải tỏa mà có cái một cái tên, có một cái nhà của đang chống lại chế độ Việt Nam mình, là chế độ cũ á, chế độ cũ mà thời chế độ Ngụy Sài Gòn á ha, đó có một tên nó đi, nó muốn chống lại đất nước Việt Nam, và tôi không ký, tôi không làm. Thì có phải vì cái chỗ mà giải tỏa đó là một cái khu vực gì cho cái đất nước, cho người dân mình, nó không làm thì bắt buộc nhà nước mình là phải giải thể, giải thể xong rồi giải thể bà con rồi xong đi, thì cái tiền bồi thường bà con thì người ta thường sao thì bà cũng y như vậy thôi, rồi không chịu cứ đi kiện người ta đó, là những thằng thằng đó là như vậy đó, cứ đưa Tại ra chị cái biết sao không, bằng chứng. dân cái đó gọi là dân quan đó chị, ở tỉnh mình nhóc hễ mỗi lần mà có các ban các đoàn ban ngành ở trung ương vô nghe nói với chị rất là hay, 3 ngày sau họ mới vô đó không, là nó đến trước đó 2 ngày nó chờ là mấy ổng vô bắt đầu nó chưng măng gô nó quậy đó. Mà thật ra thì nó cũng chẳng đâu xa chứ, trong số đó có những dân quan mà gọi là dân quan chuyên nghiệp luôn á chị, là chuyên gia mà hả đi là đi mình gọi là đi kiện thê giùm đó chị, lấy tiền là ở tại Đó chỗ giờ em chị ở hỏi là em, có 2 người mà những cái thành phần là đó đó, cũng được. giờ hỏi giờ mình cũng thay mặt bà con mình, giờ mình cứ lấy cái lương tâm bà con ra mình nói, thì mình cũng là người dân, thì đóng về hoàn cảnh như chị với em, gia đình mình hiện tại giờ đi, đúng không, mình đi chống đối nhà nước như vậy, mình đi theo cái chế độ cũ như vậy, mình nghe lời cái chế độ cũ như vậy, mình chống đối nhà nước vậy, mình muốn lật đổ cái chính quyền như vậy, mà trong khi những cái bà con mà đang chống lại chính quyền nhà nước mình hiện tại giờ có đang không biết có suy nghĩ là mình chống lại như vậy rồi lật đổ chính quyền nhà nước vậy, người nào mà là cái người đang cầm cái con tàu đất nước Việt Nam mình, đứng đầu cái đất nước Việt Nam mình đặng như được 43 năm hiện nay, cái bọn mà đang chống phá đất nước mình, nó có bao giờ nó nghĩ như vậy không, và có bao giờ nghĩ ngày xưa đất nước Việt Nam mình hòa bình chiến tranh thời chiến tranh rồi đó, giờ cho là chế độ Sài Gòn cũ đó, là cái người đó, là những người đó đó là bắt đầu là cho họ gia đình đi, gia đình họ đi hết rồi, bây giờ những bà con mà đang cuộc sống ở trong đất nước Việt Nam cái thời mà sau 1975, thời đó là em chưa biết, chị sinh sau thời đó là chị sinh 77, sau 7 năm 8 năm đó thì coi những cái tình cảnh lúc đó là bà con sống như thế nào. Tới năm 90, năm 91 luôn, thì năm 90, 91 Vậy em à. nhìn lúc đó là em đã biết rồi, em nhỏ hơn chị 10 tuổi mà đúng không, 11 tuổi đúng không, em nay 31 thì chị 42, em nhỏ hơn chị 11 tuổi. Năm 90, 91 thì năm nay em cũng lúc đó em cũng 90 tuổi rồi, thì em nghĩ đi, lúc mà năm 90, 91 tới giờ lúc đó khổ không, trước năm 90 đảo gì trước em biết Dạ khổ không, khổ cực kỳ, đường xá trường học đường làng mà đi còn còn khó khăn nữa, đi lên thành phố thôi đã khó rồi đó, 10 năm, năm em 91 20 lúc năm đảo về trước thôi đó, em nhìn đi, mà họ đâu có em nghĩ lúc lúc nào cũng vậy, chống à. đảng nhà nước, chống phá nhà nước mình, rồi cùng nhau nắm Thì tay nhau chống đất lúc nước mình như vậy đó, cái người dân mình rất là sợ khổ, rồi người dân mình rất là bức xúc, người ta gọi những cái thành phần mà dân chủ cựi này đang chống phá đất nước là cái gì, họ bị thần kinh, cái tinh thần của họ không có ổn dạ định. em ở
Thì em em chen vô khúc này cái ừ đã. vậy sao thôi Thì em biết sao nếu nói về thôi em biết năm 11 những năm năm hai ngàn năm chạy chín trước mười thôi. ở trước đó em 11 tuổi em thấy cái cuộc sống sao chị hỏi em Những năm 90 thì để em nói luôn cho mọi người dễ hiểu. Nhà em lúc đó là không có nhà. Gia đình hả, bố mẹ anh chị em đó là điều gì? Là đi làm ruộng thuê. Ba thì hả, đi cuốc đất mà cuốc cái dòng khoai đó chị. Ở miền Tây mình thì biết cái đó, cuốc dòng khoai đó thuê. Một ngày lúc đó được có chừng đâu hả, mà gần gần 10 đến 20 ngàn tiền những năm 90 đó chị. Còn mẹ của em thì làm gì? Đi cấy lúa thuê, gặt đúng rồi lúa chị biết thuê, rồi lặt cái khoai đó được thuê. gọi là cuốc cuốc đất mà cuốc theo những dòng khoai cuốc đánh vòng á ừ. Thì gần 10 đến 20 ngàn tiền những năm 90 đó chị. Rồi nó Còn nhảy mẹ của xuống em rồi thì làm gì? Đi cấy lúa thuê, gặt lúa thuê, ừ. lặt khoai thuê. Ừ. Rồi sao em xuống rồi chùm sò đó thì các em Thì gửi nói đi em nói đi em mất tiêu rồi sò mất tiêu rồi chùm sò em gửi lời mời lại đi thì các anh chị nghĩ đi thì các anh các chị nghĩ đi bây giờ sao em thoát ra em vô lại nó không có cái camera rồi thì các anh chị nghĩ đi bây giờ đảo năm về năm 90 đảo về trước thôi đó mở cửa năm 90 tới giờ thôi các anh chị đi đất nước mình nó mở cửa năm 90 tới giờ bà con mới có cuộc sống ổn định lại tới như ngày hôm nay mà cứ lúc nào cũng vậy cứ lên chống phá nhà nước mà chống từ đó tới bây giờ chống 40 mấy năm rồi chống hoài rồi những cái linh mục Nguyễn Hữu Nam rồi Đinh Văn Minh hồi nãy rồi mình nhưng đã làm liếc đó thì các anh chị thấy sao thoát ra đi cưng rồi gửi lời mời lại đó thì các anh chị thấy đi cái tên đó làm sao đó các anh chị đây ở nè là 2018 tất cả các vấn đề được phát triển ở trên đất nước Việt Nam này và em thấy là người bệnh tật đều người tai nạn giao thông rồi thì đều để thảm án toàn phát nó lại như đến mức độ như thế bạn phải tự đặt mua À, bây giờ cộng sản gì à, Hoàng Trung Hoàng này không mời nè. Là ai không biết gửi lời mời thì mình cứ cho lên thôi tụi mày sinh sau 1975 tư đánh tư sản nhiều người mất nhà vì cải tạo đi kinh tế để chị mời cái gì đó xong rồi đi tới em mời rồi tôi sinh sau 1975 và tôi sinh 1977 ha tôi mời bạn gì mới gửi lời mời rồi đó Trung Hoàng tôi mời bạn rồi không có máy ảnh ha có mời Trung Hoàng rồi mà không được em chùm sò gửi lời mời lại cưng thoát ra mời lại thì các bạn nghĩ đi tôi sinh sau 1975 hả gia đình tôi đi đánh tư sản hả ông nội tôi làm chủ tịch xã đó mà sao ông nội tôi không đi đánh tư sản rồi lấy tiền lấy của lại nuôi con nuôi cháu đi để cho con cháu ông nội làm chi mà đi cơm không có mà ăn nấu cơm bằng gì bằng cái gì bằng 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 lúa bằng gạo hả các tôi hỏi các bạn vậy đó ông nội tôi làm chủ tịch xã đó ha các bạn nói như vậy các bạn nói như sao nói cho đúng tôi không biết tôi là người dân tôi sống rất là thật các bạn nói là ông nội tôi cộng sản đánh tư sản tôi hỏi các bạn nha đánh tư sản sao ông nội tôi là chủ tịch xã đi đánh tư sản mà để cho con cho cháu đói khổ như vậy nhà tôi năm sau lúc đó là tôi 7 8 tuổi à 6 tuổi là tôi đã biết 7 tuổi tôi đã biết tôi nhớ rồi nấu cơm mà để phơi mì vô chổng nó ăn trộn ở chổng nhà ông nội đông con mà thấy không nấu cơm bằng ba cái hộp bo bo
gọi là lúa mì gì đó, bo bo. Các anh chị có ăn cái đó không? À, đó ông nội tôi đánh tư sản như các bạn nói đó, mà nhà tôi ăn ăn độn cháo bo bo, nó bằng cháo bo bo cho con cho cháu ăn. Sao đánh tư sản mà đáng lẽ người ta ăn ăn cơm ăn gạo ăn đồ ngon, tại sao ăn độn? Ở nhà nghèo nữa. Ông nội tôi làm chủ tịch xã đó, ngày đó đó. Trước đó nữa. Tôi không có bưng bít ai hết á, tôi nói sự thật. Các anh các chị á, gia đình có làm cách mạng không? Ông bà tôi là cách mạng đó, chủ tịch xã đó. Mà làm sao để chủ tịch xã mà để cho con cho cháu trong nhà ăn đói ăn khổ như vậy? Các bạn lúc nào cũng vậy, phơi trách cộng sản. Mà cộng sản là như vậy đó, cộng sản mà ông nội ngày xưa làm chủ tịch xã để cho con cho cháu đói, phải không? Đó, cộng sản làm những điều đó đó. Chị gửi mời với em rồi. Chị đây. Em thoát ra đi, em vào lại, em thoát ra đi rồi em vào lại ha. Bên mạng em nó yếu nè. Bên mạng em nó yếu. Ừ, tắt đi rồi đi vô lại gửi kính mạng em lại. Đó. Cứ lúc nào cũng vậy, nó cộng sản ác rồi cộng sản đánh tư sản rồi, rồi cướp bóc của dân. Mà lại ông mình làm chủ tịch xã, mà lại gia đình ông mình làm chủ tịch xã, mà con mà cháu đi ăn lại ăn ăn bo bo đó. Năm nước lớn đó, đó năm nước lớn đó, mình không nhớ năm nào, mình nhớ đó mình 5 tuổi 6 tuổi gì đó mà nấu cháo bo bo. Sao cái gì có làm sao nó vậy, mà năm đó là 5 6 tuổi lúc đó hả, nước ngập nhà ông nội mình, nhà nhà sàn cao nha, mà nước ngập vô đường luôn, cái đường ở ngoài trước đó, đường đất đó, mà nó ngập vô trong sàn luôn đó. Đó thời đó đó, đường ngập, đường xá ngập, mà đi tới đâu hả, đường đất như vậy rồi ha, con cháu hả, cô hai rồi con cô hai rồi cháu nội cháu ngoại ăn bằng bằng bo bo. Nhà ông nội ngoài hè có 5 6 công ruộng trồng bo bo bắp, trồng lúa đâu có nhiều đâu đó. Đánh tư sản hả, tại sao ông nội đánh tư sản? Ngày đó đất của ông nội mình à, đất của ông nội mình 20 gì, ông nội mình làm tập đoàn thì ông nội mình hồi đó tự đi khai phá đúng không? Sau này rồi đất đó hả chia ra, chia lại những cho cậu bà con không có đất. Đất cái trong nhà của ông nội mình chủ tịch xã, còn lấy đất của ông nội mình đó, còn chia lại cho bà con hàng xóm lại nữa. Mỗi người vậy được 2 công 3 công vậy thôi, một một hộ khẩu vậy là cho tỷ 10 người 5 người thì có được có 15 công thôi. 5 người mỗi người 2 công, 5 người 10 người thì được có 5 người được có 10 công thôi. Gia đình mình được 25 công đi thì mình gia đình mình được 5 hộ 5 nhân khẩu thì được 10 công. Còn bao nhiêu trả lại cho nhà nước mới mới cấp lại cho người dân. Ngày đó là đất là tự là tự ai khai phá làm không à. Đó. Nhưng rốt cuộc gia đình mình có đi kiện đi thưa ai không? Gia đình mình là cộng sản nè, ông bà mình là cộng sản nè, thấy không? Ông nội mình là chủ tịch xã nè, mà tại sao gia đình mình không đi kiện nhà nước, không đi kiện cộng sản, không đi kiện Việt Cộng đi? Cái đó là gọi là gì không, nhường cơm xẻ áo cho bà con thời sau hòa bình chiến tranh. Tôi nói cho các ông các bà, tôi xin thưa các ông các bà, thấy không? Thời chiến tranh qua rồi rất là khổ sở, thấy không? Hằng ngày đó ông nội làm tập đoàn đi vô khai phá tập đoàn 27 ở trên xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang á. Đó, tôi nói cho, có phải là đó ngày đó là làm tập đoàn không? Ngày đó làm tập đoàn không à? Ông nội mình làm chủ tập đoàn 27 là ông nội mình làm chủ tập đoàn, biết bao nhiêu lúa, bao nhiêu đất không? Mà nhà ông nội nhiêu? 9 người con. Thì chia đều cho 9 người con, hai vợ chồng ông nội bà nội có phải 11 người không? Là được 22 công không? Thì làm 50 công còn bao nhiêu trả lại cho nhà nước, đưa chia chia lại cho nhà nước, gửi lại cho nhà nước. Rồi nhà nước muốn chia cho bà con. Như đó là gọi là nhường cơm xẻ áo thời hòa bình sau chiến tranh đó. Đó. Thì ngày xưa người giàu quá giàu, người nghèo quá nghèo. Đúng không? Thì mình nhường qua nhường lại để cho cái cuộc sống bà con mình còn có đầy đủ. Để mỗi người cũng cũng có cơm ăn, cũng đều với nhau như vậy. Đó. Gia đình mình có đi kiện ai không? Cái đó là gọi là nhường cơm xẻ áo. Còn các bạn nghĩ sao?
những cái thời mà trước trước cái thời ông nội mình đi coi những cái bộ phim mà những ông chủ ông cả đó ha, hội đồng đồ đó ha, tàn nhẫn ác ôn, nghe không, nguyên một cánh đồng gì đó mấy trăm công ruộng, phải không, tự khai rồi tự có tiền gửi đầu, ỷ có tiền rồi cho dây, phải không, cho dây rồi mua ba cái đất, mua ghẻ mua mắt ép dân, phải không, rồi thành tịch thu, ỷ gia đình mình là công chức nhà nước rồi, thời của mà ngụy quân ngụy quyền của mấy ông không? Của ông Ngô Đình Diệm rồi đó, ỷ có tiếng nói chức quyền gọi là ăn hiếp hà hiếp dân rồi cướp đất của dân rồi làm thành của mình đó, sau này lấy lại trả lại cho người dân cái nói là cộng sản ác, vậy chứ ông nội mình cũng là cộng sản mà sao trả lại đất cho nhà nước rồi nhà nước phân phát đó, sao nhà mình không đi kiện không đi thưa ai hết vậy hả, điển hình cho nhà gia đình tôi nè, phải không, gọi là gì mình nhường cơm xẻ áo trong thời chiến tranh qua rồi mình nhường lại cho bà con chưa có, còn chẳng những tôi nói cho bà con biết gần nhà tôi hiện tại bây giờ mỗi một người dân vậy đó ha là đất ông rất là nhiều, ông cho mỗi nhà vậy năm công năm công, mỗi hộ năm công tiền luôn á, cho các bác biết buông ra các bác cứ ỷ các bác được bao nhiêu tiền mà cứ là cướp cướp cái gì, sống mà biết cho bản thân mình thôi chứ không biết sống cho người dân, để sống theo mà thời Việt Nam Cộng Hòa đó ha, ha. Người nào giàu giàu bỏ mẹ, còn mà người nào nghèo ha nghèo cho chết luôn, ha. Bởi vì thời mà Việt Nam mà Cộng Hòa mà cầm quyền ha, cầm quyền cái đất nước Việt Nam mình ha, người dân khổ thê thảm luôn, nghe không, thằng nào á, làm được chức trách nhà nước của thời Việt Nam Cộng Hòa chế độ Ngụy Sài Gòn ha, chế độ Ngụy Sài Gòn ngày xưa chế độ Ngụy Sài Gòn đó ha, đó ỷ mình là có công chức rồi sao hà hiếp dân rồi sao nữa, thằng nào á, ăn được hố lậu thì giàu chết mẹ luôn, còn người dân thì khổ chết mẹ luôn đó, ỷ tôi là công chức nhà nước của chế độ Ngụy Sài Gòn thì các ông các bà các cha các mẹ làm cha làm mẹ má rồi chẳng những muốn cướp đất của người ta các ông các bà làm gì cho người ta là Việt cộng phải không, đó lỡ bắn người ta xưa đó không, ngày xưa các ông các bà không vô được em thoát ra đi rồi vô lại được, thấy không nè ha, thời các ông các bà chế độ Ngụy Sài Gòn á ha, tôi nói cho biết nè có tự do không, tôi hỏi nè ai ở đây lên đây tôi trả lời nè, Hoàng Nguyễn tôi mời bạn lên, bạn có camera tôi mời bạn rồi, bạn nói không ông nội mày cũng giật đất của ai, giật đất của ai, bạn lên đây bạn nói chuyện với tôi là người dân tôi ít học, tôi nói chuyện với các bạn tôi hỏi các bạn nha, rồi sao các bạn nghĩ đi, thời chế độ Ngụy Sài Gòn có tự do không, tôi hỏi các bạn lên đây nói chuyện với tôi do không, Hoàng Nguyễn tôi mời bạn rồi đó, thời chế độ Ngụy Sài Gòn có tự do không, tôi hỏi các bạn trả lời đi ai làm không phải là các bạn cho là Việt Cộng, các bạn là mấy ông chế độ Ngụy Sài Gòn đi bắn người ta giết người ta như vậy có tự do không hả, có độc lập không, vì chỗ đó Bác Hồ thấy ở trong miền Nam mình bị hà hiếp áp bức, vì chỗ đó Bác Hồ vô giải phóng miền Nam cho bà con có cuộc sống tự do, mà các bạn cứ lên trên mạng xã hội này các bạn hiện nay giờ ba các bạn nói là Bác Hồ vô miền Nam cướp cả cây cái lồng đèn cũng đem cướp đi, chính cô thì Dương nói chính em thì Dương nói, tôi hỏi các bạn Bác Hồ chết Bác Hồ xách theo được cái gì, tôi hỏi các bạn trả lời đi à. Dương Anh này nè tôi mời bạn luôn, các bạn tôi mời các bạn lên đây trả lời cho tôi, Bác Hồ vô giải phóng miền Nam cho bà con có cái tự quyền tự do mà thời chế độ Ngụy Sài Gòn đang áp bức bà con thời đó thì các bạn cho là bất kỳ vô cướp miền Nam, tôi hỏi các bạn nói là
những người Bắc Kỳ vô cướp miền Nam, tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng ông làm chủ tịch nước sao ông không đi cướp miền Bắc lại đi hả? Ông không đi cướp miền Bắc đi và ông đứng lên ông cướp cả cái đất nước Việt Nam này đi, ông làm chủ cái đất nước mà sao ông không cướp đi? Tôi hỏi các bạn đó. Ừ? Các bạn nói thì các bạn phải nhớ chứ ha? Cứ nói đại nó càng nói các bạn á, bên bên mà chống cộng các bạn cứ lên nói là nói đại nó càng nói thí nó đại nói mà kiểu mà nói dạng mà tức lên rồi nói đại nó càng nói hả, nói nó bán sống bán chết nói mà hả, mà cái kiểu mà nói cho lợi gan, chuyện có nó không, chuyện không nó có đó. Bịa đặt đó, tôi hỏi các bạn. Ừ? Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, ổng là người miền Nam đó, người miền Tây An Giang luôn đó. Sao ổng đi ra ngoài miền Bắc, ổng làm chủ tịch đó, thấy không? Thủ tướng đó, của đất nước Việt Nam mình đó. Sao ổng không cướp cái miền Bắc lại đi? Mà sao các bạn nói là Bác Hồ vô giải phóng miền Nam mà cướp miền Nam? Các bạn thấy ông cướp miền Nam ông làm cái gì? Ông đi cướp miền Nam hiện nay giờ người dân Việt Nam mình đang sống làm sao mà cướp miền Nam? Hả? Tại sao tôi sống trên đất nước miền Nam? Tôi sống trên đất nước miền Tây, đúng không? Tôi là cái người dân miền Tây, nhà tôi đây, đất tôi đây, đúng không? Gia đình tôi không làm việc, tôi là người bán tôm bán cá mà tại sao mà tôi lên tôi phản đối các bạn? Thì các bạn ghét tôi, rồi các bạn đủ trò, các bạn sỉ vả, các bạn sỉ nhục, rồi các bạn làm đủ trò là giết tôi, rồi cho giang hồ, rồi kiếm người giết tôi, rồi muốn làm gì? Các bạn làm gì? Vì các bạn nói là yêu đất nước, các bạn nói lúc nào các bạn nói là thượng tôn pháp lực đó hả? Các bạn làm, các bạn có thượng tôn pháp lực không? Hả? Chính các bạn nói người ta, các bạn nói sai sự thật, các bạn nó bán sống bán chết như vậy. Mà khi người ta lên nói sự thật lại á, thì các bạn làm đủ trò. Giết người ta bịt miệng hả? Các bạn làm theo cái chế độ Ngụy Sài Gòn hả? Chế độ cũ Ngụy Sài Gòn đúng không? Đúng không? Các bạn làm y cái thằng chế độ cũ Ngụy Sài Gòn đúng không? Ai làm không phải là nó bắn đúng không? Rồi ai lên đây nói không phải, ai lên đây mà nói sự thật lại là bắt đầu các bạn giết người ta đúng không? Vậy cái quyền, cái đó là cái quyền tự do của bạn, các bạn ở đâu? Hả? Đang sống trên đất nước tự do nè. Rồi các bạn làm tự do ở đâu? Hả? Tôi hỏi các bạn, có lúc nào cũng vậy hết á, các bạn nói đất nước Việt Nam hiện nay bây giờ đã mất rồi, hiện nay có một cái chị gì đang lên live stream nói đất nước Việt Nam hiện nay đang mất rồi, đang mất Tàu Cộng rồi, kêu các em và người dân hãy chia sẻ mạnh cái bài của cô ta lên đi, rồi đứng lên đi, rồi sao? À, rồi sao nữa mà sao kéo điểm tình, cái máy của em nó bị văng văng ra ngoài, cái mạng qua bên bên mạng wifi của em nó yếu, mạng 3G của em nó bị yếu hả? Tôi hỏi các bạn, tôi nói gì tôi phải dẫn chứng cho các bạn biết, các bạn làm sao, các bạn nói gì có vấn đề bên cái mạng wifi của em á đó. Đừng có thả tim cả anh chị, đừng cho em tin, đừng để em tự nhiên đi, cho em tin cái máy nó bị ấy, cái máy của em á, em sang đang xài cái iPhone á, em không không có mà biết thoát, để chút nữa em đi Thế Giới Di Động mượn mượn mấy anh chị đi xếp lại đó. Các anh chị nghĩ đi, cái đất nước Việt Nam này á, cái chị gì hồi nãy đang nói nè, cái đất nước kêu gọi mọi người, à các em đứng lên đi, cái chị gì em My Nguyễn gì nè, ừ, chị này nè đang trực tiếp nè, chị em My Nguyễn nói nè,
Chị để cái tựa đề là thế này, chị để tựa đề thế này: nước sắc mắt mà văn thơ ở không, chợ viết chữ không có dấu, viết gì không, ấp chí chia sẻ mạnh lên nước sắc mắt. Chị ta nói là nước sắc mắt. Rồi ngày trở về Việt Nam của Rô Xe Đào. Đây. Chị My Nguyễn gì nói nè. Đang nói nè chị này nè, mình nói mình dẫn chứng đó. Nước nào sắc mắt cả nhà. Đó. Anh chị em mình coi cái chị này nè. Chị My Nguyễn gì nè. Đó. Nước nào sắc mắt. Đó. Mà em nói đi. Camera trực tiếp luôn á. Rồi đó. Nói đi cưng. Nó bị giật quá ha, chùm sò ơi, nó bị giật quá cưng ơi. Mạng bữa nay quay xài đóng tiền 3G mạnh lên coi. Yếu xịu quá, không có nghe gì hết trơn á. Gọi là những cái dư thừa thảo đó, thì bây giờ thấy sao đó.
yếu quá à, đi đi vô đi yếu xịu à, nó nghe nè, yếu xịu à, nghe cà giật không nghe gì được hết á. Một chút nữa làm tiếp đi, mời chị vô chị nói cho. Mạng nó yếu xịu à, không có nói gì được hết á đó. Thì các anh các chị thấy không, những cái thành phần mà đang chống phá đất nước Việt Nam hiện nay giờ gì đó, bây giờ Nhiên nói tới một clip này thôi, Nhiên lại là làm lại một cái clip khác. Một clip khác Nhiên sẽ chọc cái ông này nè. Có vậy, nhưng đó cái làn sóng tư tưởng vô hình. Đấy. Và đó là Nhiên sẽ vô làm clip ông này nha. Mình tắt xuống, bây giờ mình vô làm lại nha. Đang khủng khiếp. Mình tắt xuống. Trong mấy